Cuộc chiến không giới tuyến. Bất ngờ, đồn phó quan mới là trùm cuối. Cuộc sống có những điều ta tưởng vậy, nhưng nó không phải vậy. Và thứ khó đoán nhất lại chính là lòng người. Đồn trưởng Trung, tuổi đời còn trẻ, sống theo nhiệt huyết. Anh luôn lao vào kẻ thù trước mặt mà không ngờ rằng kẻ địch lớn nhất lại đang nằm bên cạnh mình. Chính vì đồn phó quan mới là trùm cuối, thâu tóm chỉ đạo mọi thứ một cách âm thầm. Đó là một điều bất ngờ mà đến ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ đến. Trung tá Trần Minh Quang là người có thâm niên lâu nhất ở đồn, không chỉ được anh em, đồng đội quý mến mà dân bản Mường Luông này cũng vậy. Người ta thường thấy một đồn phó quang sát dân, gần gũi với anh em, nhiệt tình trong công việc, cả đời lại tận tụy. Nhưng ít ai ngờ được rằng bên trong Quang là một con người đầy toan tính. Để rồi, ngay khi thiếu tá Đỗ Mạnh, thường trực trong ban bí thư đến nhắc nhở tâm sự, người ta mới vỡ lẽ ra. Anh chỉ còn một năm nữa là nghỉ rồi, vợ anh đang chờ ở nhà. Câu nói đầy ẩn ý, bí hiểm của thiếu tá Mạnh làm cho mọi người mới phải suy ngẫm. Chẳng có lẽ rằng Mạnh đã khuyên anh Quang đừng làm nữa mà hãy yên vị để hạ cánh an toàn trở về nhà với vợ với con. Từ khi đồn trưởng Trung về nhận chức, anh Quang và Trung đều va chạm và trái ý nhau trong cách hành động. Khi Trung kiên quyết, quyết liệt xông vào bắt kẻ thù, cứ hở dân báo là điều anh em tập trung đi. Còn Quang lại khác, anh lại muốn dĩ hòa vi quý, không va chạm với dân. Nhưng liệu rằng đó có phải là bản chất sự thật, hay là anh Quang đang tìm cách trì hoãn, bao che cho bọn chúng, những kẻ buôn bán thứ chất cấm chết người như Lã Huệ và Đoàn hay không? Và liệu rằng có phải anh Quang đã từng là một ông trùm, tuấn mỏ hay một kẻ đất sợ đời như Lưu Nát, thì giờ đây lại đạt đến trình độ để mị dân thiên hạ và âm thầm điều khiển mọi thứ phía sau lưng đồn trưởng Trung hay không? Nếu như Trung tá Quang thực sự là một tên trùm cuối, thì sẽ có một cái kết đầy bất ngờ khiến cho mọi người phải ngả ngữa. Theo bạn, anh Quang có thể nào là một kẻ xấu hay không? Và ai là kẻ nội gián trong lực lượng đồn biên phòng Mường Luông? Hãy để lại ý kiến phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.